Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn upgrade firmware cho các dòng switch Juniper EX2300 và EX3400 series khi các bạn có thể truy cập được vào CLI của switch nhé. Việc cập nhật firmware là cần thiết để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, sửa lỗi và bổ sung tính năng mới trong một số trường hợp. Tuy nhiên thì có nhiều cách khác nhau để các bạn thực hiện việc này. Nếu các bạn có thể truy cập vào hệ điều hành của switch, nghĩa là switch vẫn hoạt động bình thường và các bạn có tài khoản quản trị, thì chúng ta sẽ upgrade firmware của switch bằng USB, FTP hoặc là TFTP server, tùy vào các bạn có thể hoặc là quen sử dụng cách nào. Trường hợp này thì cấu hình của switch vẫn được giữ nguyên. Nếu trong trường hợp switch không thể khởi động được vào hệ điều hành hoặc các bạn không có mật khẩu để truy cập vào switch, thì các bạn sẽ cần phải cài đặt lại hệ điều hành trong mode loader. Với cách này thì switch sẽ bị reset về cấu hình mặc định. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn upgrade firmware cho switch trong trường hợp 1, nghĩa là chúng ta vẫn có thể truy cập vào switch bình thường. Mình sẽ hướng dẫn với bằng cả USB và FTP. Trong trường hợp các bạn không có USB thì các bạn sẽ sử dụng FTP để nâng cấp nhé. Để thực hiện việc upgrade firmware bằng USB thì các bạn sẽ cần phải có USB đã được format bằng FAT32, vì chỉ có định dạng này thì switch Juniper mới đọc được. Để kiểm tra thì các bạn kích chuột phải vào USB, chọn Property. Các bạn sẽ xem trong mục File System, nếu định dạng không phải FAT32 thì các bạn sẽ cần phải format lại USB. Để format lại USB thì các bạn kích chuột phải vào USB và chọn Format. Trong phần File System, chọn FAT32, nhấn Start. Sau khi format xong thì các bạn sẽ copy file firmware vào USB. Các bạn chỉ cần copy file firmware thông thường mà không cần file dạng USB install nhé. File USB install chúng ta chỉ sử dụng trong mode loader thôi, còn khi có thể truy cập vào hệ điều hành thì các bạn chỉ cần file thông thường cho FTP, TFTP. Bây giờ các bạn truy cập vào switch. Khi upgrade trong hệ điều hành thì các bạn có thể sử dụng Telnet hoặc SSH để thực hiện cũng được, nhưng mình khuyến nghị các bạn nên sử dụng dây console, vì switch phải khởi động lại khi upgrade, nên nếu có lỗi xảy ra thì chúng ta có thể xử lý được. Lúc này thì chúng ta không thể sử dụng Telnet hoặc SSH nữa. Các bạn sử dụng dây console để kết nối máy tính và switch và đăng nhập vào switch qua cổng COM. Sau khi switch khởi động thì sẽ hiển thị màn hình login. Mặc định thì tài khoản là root, không mật khẩu. Còn nếu đã có tài khoản rồi thì các bạn đăng nhập với tài khoản đã cấu hình. Switch sẽ chuyển vào mode self. Mode self sẽ có ký hiệu RE2.0% ở phía sau này. Các bạn sẽ giữ nguyên ở mode này. Bây giờ chúng ta sẽ cắm USB vào switch. Sau khi cắm USB vào thì sẽ có log hiển thị ở đây, bao gồm tên USB. Trong trường hợp của mình là DA1. Tên này rất quan trọng nên các bạn sẽ cắm USB sau khi đăng nhập được vào mode self của switch. Nếu các bạn cắm trước thì sẽ không thấy được log này. Để xem cụ thể USB thì các bạn sử dụng lệnh ls -l -dev -da sao. Ở đây có hai ổ là DA0 và DA1, thì như log lúc trước ổ USB của mình là DA1. Và phân vùng để chứa file firmware sẽ là DA1P1. Tên phân vùng này có thể khác nhau giữa các switch hoặc phiên bản firmware, nên các bạn chỉ cần xem log và chọn đúng tên nhé. Sau khi xác định đúng phân vùng, các bạn tạo một thư mục để mount USB vào bằng lệnh mkdir. Mình sẽ tạo là -mnt -USB. Các bạn có thể tạo giống như của mình. Gắn ổ USB vào thư mục vừa tạo bằng lệnh mount gạch dưới ms.fs. Phía sau là đường dẫn đến ổ USB. Trong trường hợp của mình là -dev -da1p1, các bạn có thể bôi đen, sau đó kích chuột phải vào để copy xuống.
Và đường dẫn đến thư mục vừa tạo là sược MNT sược USB. Đây là toàn bộ lệnh để mao. Lệnh này mình sẽ để dưới mô tả của video để các bạn có thể copy cho chính xác. Nhìn thì có vẻ phức tạp nhưng thực ra thì cũng chỉ có vài lệnh là các bạn có thể upgrade được. Sau khi mao xong thì các bạn sử dụng lệnh ls-l sược mnt sược usb để kiểm tra. Switch hiển thị các file trong USB, bao gồm file firmware là chúng ta đã mao ổ USB thành công. Nếu không có thì các bạn cần kiểm tra lại chính xác ổ USB. Các bạn có thể rút ra cắm lại để xem tên ổ hoặc kiểm tra lại xem USB có đang đúng định dạng FAT32 hay không thôi. Sau khi mao ổ thành công thì chúng ta sẽ copy file firmware vào trong thư mục tạm của Switch bằng lệnh cp. Sau đó là đường dẫn đến lưu file. Trong trường hợp của mình là sược mnt sược USB. Sược tên file firmware. Tên firmware thì các bạn có thể copy ở lệnh ls phía trên xuống. Sau đó là nơi lưu. Trên Juniper thì chúng ta sẽ copy vào thư mục sược var sược tmp sược. Lệnh này mình cũng sẽ để dưới mô tả video. Các bạn chỉ cần thay đúng tên firmware đang sử dụng là được. Quá trình copy sẽ mất một lúc, các bạn chỉ cần chờ thôi, sẽ không có thông báo gì hiển thị ở đây. Các bạn chờ đến khi dấu nhắc lệnh hiển thị trở lại là được. Sau khi copy xong thì các bạn cũng có thể sử dụng lệnh ls-l sược var sược tmp sược để kiểm tra xem firmware đã được copy vào switch thành công hay chưa. Các bạn thấy file hiển thị trong thư mục này là ok. Sau đó các bạn vào CLI của Switch bằng lệnh CLI. Dấu nhắc lệnh sẽ hiển thị thành dấu lớn hơn như thế này. Các bạn upgrade bằng lệnh Request System Software SNO-Validate. Sau đó là đường dẫn sược var sược tmp sược tên firmware, mình sẽ copy xuống. Nhấn Enter. Sau đó thì các bạn chỉ cần chờ cho Switch cài đặt firmware thôi, quá trình này sẽ mất mấy phút. Sau khi switch hiển thị dòng pending set will be activated at next reboot là switch đã cài đặt firmware thành công. Lúc này các bạn reboot lại thì switch sẽ khởi động bằng firmware mới. Để reboot thì các bạn dùng lệnh request system reboot. Chọn yes. Sau đó thì các bạn chỉ cần chờ switch khởi động xong là được. Quá trình này cũng mất khoảng 10 phút. Sau khi switch khởi động xong thì các bạn login vào switch. Vào mode CLI bằng lệnh CLI. Kiểm tra version bằng lệnh show version. Ở đây hiển thị đúng version là chúng ta đã update thành công. Trong trường hợp không có USB thì các bạn có thể sử dụng FTP hoặc TFTP để upgrade firmware cho switch. Tuy nhiên thì các giao thức này cần phải có kết nối mạng giữa switch và máy tính nhé. Đối với các switch mới thì các bạn có thể cấu hình IP cho VLAN 1 rồi upgrade. Còn với các switch đã có cấu hình theo quy hoạch thì các bạn sẽ cần kết nối thông từ máy tính tới switch. Các cổng trên switch của mình đều đang ở VLAN 1 nên mình sẽ cấu hình IP cho VLAN 1. Phần này thì mình sẽ không hướng dẫn chi tiết, các bạn có thể tham khảo video hướng dẫn cấu hình VLAN trên YouTube channel của Sentity Shop nhé, hoặc nếu không quan trọng thì các bạn gõ lệnh tương tự như mình là được.
Máy tính mình sẽ cấu hình IP cùng giải. Các bạn có thể ping thử khi PC ping được đến IP của switch là ok. Đối với FTP thì các bạn có thể kết nối được ngay vì thông thường firewall sẽ không chặn FTP trừ khi các bạn cấu hình. Còn với TFTP thì các bạn sẽ cần phải tắt hết firewall và phần mềm diệt virus trên máy tính đi nhé. Sau khi đảm bảo kết nối đã thông thì các bạn sẽ cần cài đặt một phần mềm TFTP hoặc FTP server. Có rất nhiều phần mềm mà các bạn có thể sử dụng. Mình thì hay sử dụng phần mềm 3cDaemon. Các bạn có thể download miễn phí nhé. Phần cài đặt thì cũng rất dễ. 3cDaemon thì có cả TFTP, FTP. Các bạn sử dụng giao thức nào cũng được. Mình sẽ sử dụng FTP. Trong FTP server thì chọn Configure FTP server. Sau đó chỉnh đường dẫn đến nơi các bạn đang lưu trữ file firmware, mình đang để ở desktop. Profile name là các bạn tạo user cho FTP, mình sẽ dùng username là admin. Nhấn vào set password để cấu hình mật khẩu cho tài khoản này. Mật khẩu cho FTP thì các bạn không sử dụng ký tự A còng nhé, các bạn dùng pass đơn giản cũng được, vì trong lệnh upgrade sẽ có ký tự A còng nên có thể gây nhầm lẫn. Sau khi thiết lập xong thì các bạn quay lại CLI của switch. Chúng ta sẽ vào mode CLI của switch có biểu tượng dấu lớn hơn. Upgrade bằng lệnh request system software sftp 2.sược. Tiếp theo là username 2.password. Tài khoản này là tài khoản FTP mà các bạn vừa cấu hình trong 3cDaemon. A còng địa chỉ IP của máy tính. Máy tính mình là 10.0.0.10. Sược tên firmware. Tên firmware thì các bạn copy tên file bao gồm cả phần đuôi .tgz nhé. Các bạn có thể thêm tùy chọn reboot để sau khi upgrade xong thì switch sẽ khởi động lại luôn với firmware mới. Các bạn sẽ cần thêm tùy chọn no-validate nếu firmware có OS major khác nhau. Nếu không check được thì các bạn cứ thêm vào cho chắc chắn. Nếu kết nối FTP thông và tài khoản đúng thì switch sẽ copy firmware vào switch. Các bạn thấy trên FTP server nhảy byte là ok. Chúng ta chỉ cần chờ thôi. Trên switch sẽ không hiển thị thông tin nên các bạn có thể xem trên 3cDaemon. Quá trình copy mất khá nhiều thời gian. Sau khi gõ lệnh xong thì các bạn chỉ cần chờ thôi. Sẽ mất khá nhiều thời gian để switch cài đặt firmware mới. Có thể tới khoảng 20 đến 30 phút. Trong quá trình này thì các bạn không cần thao tác gì cả. Sau khi switch khởi động xong là chúng ta đã upgrade thành công, các bạn có thể login vào để kiểm tra. Switch đã upgrade lên phiên bản mới và giữ nguyên cấu hình. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn nâng cấp firmware cho switch Juniper EX2300 và EX3400 series. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.